tôi chào mừng chị đến với bếp Hoàng Hậu ngày hôm nay. Hôm nay chị mời bếp Hoàng Hậu món gì đấy ạ? Cảm ơn Luân đã gửi lời mời để cho mình có cơ hội để tham gia cùng bếp Hoàng Hậu. Thì cái món ăn mà hôm nay mình muốn gửi tặng món quà cho bếp Hoàng Hậu chính là món bánh dứa đặc sản của Đài Loan. Tức là cái món hôm nay chị làm đó là một món bánh, bánh dứa. Đó là đặc sản của Đài Loan. Đặc sản của Đài Loan. Cái này làm nó cầu kỳ không chị? Làm rất là đơn giản. Dứa thì rất là ngon. Vâng. Vâng. Ok, thế thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chờ đón thưởng thức cái món bánh dứa này của chị Hạnh. Vâng, bây giờ em mời chị. Cái nguyên liệu của chúng ta thì bao gồm có bột này. Bột thì cái bột này cũng rất là thiệt. Đây là cái kinh nghiệm của Hạnh đã làm bánh dứa rất là nhiều lần và nhiều năm rồi. Thì chúng ta cần phải mua đó là bột Teflon. Cái bột này thì nó xuất xứ từ Singapore mà. Thì Hạnh sẽ trộn cái bột Teflon này với cả protein từ thực vật. Đây là một loại chất đạm mà hoàn toàn thực vật, nó có đủ chính cái axit amin thiết yếu. Và khi mình làm bánh thì vị bánh nó cũng rất là thơm ngon. Và cái quan trọng nữa là cái chất dinh dưỡng. Tại vì bây giờ mình ăn nó không phải là chỉ để no đâu ạ, không chỉ thơm ngon đâu ạ, mà mình thơm ngon rồi mình còn phải có cái chất dinh dưỡng nữa để tốt cho sức khỏe nữa. Và cái thứ hai nữa là chúng ta cần phải là bơ. Ở đây thì Hạnh cũng đặc biệt đó là mua lại bơ Pháp. Chúng ta cần là 50g đường. Đây là 50g đường. Chia sẵn vào